tâm. Bãi tắm này, bãi đẹp nhở, không được đục cái chỗ ấy, nhiều dừa này mà đẹp này. Bãi tắm này đẹp này. Tắm ở đây. Hả? Bãi nó hoang sơ rồi, nó bắn rồi, ra đây nhìn được. Có thích nhỉ, mát. Đẹp nhờ. Đẹp thế, bãi biển chỗ này đẹp.
Chỗ này có cả xe điện đi. Sắp theo công nghệ châu Âu mà đọc ở trên review đó, các cha công nghệ châu Âu 3 giây đi. Chạy 3 giây chưa có 1 giây thôi, mấy cái ở Hạ Long có 1 giây thôi. Kinh nhiên xe đi, tỉnh phát rồi, sáng phát rồi. Chạy anh thôi. Cái này rất ngon. Ngồi đây rồi. Cái này Sơn ngồi đây rồi.